Hello hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người tới với kênh YouTube của Blog Yogi Travel và mình là Thương Bình. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tập bài tập yoga cho ngày đèn đỏ. Thực ra bài tập này mình làm cho tất cả mọi người và cũng là làm cho mình luôn, tại vì mình cũng đang trong cái kỳ period mà rất là mỏi lưng, nhức đầu, rất là khó chịu và bụng rất là đau. Thì những cái động tác trong bài này mình sẽ thiết kế với các cái chuỗi di chuyển mà giúp cho mình kéo giãn được cái thắt lưng, đem lại cái cảm giác thư giãn thoải mái, thư giãn được cho cái vùng bụng, vùng hông, vùng dưới của mình. Thì hy vọng là tập xong bài này bạn sẽ cảm giác thư giãn hơn, thoải mái hơn, cảm giác relax được một chút xíu, đỡ đau cho bạn hơn nha. Nào mình trải thảm ra và mình cùng tập thôi. Bạn cứ ngồi ở tư thế nào mà mình thoải mái nhất, cứ để một chân về phía trước, một chân về phía sau, hoặc là bạn gác lên, chồng lên nhau cũng được. Sau đó bạn đặt tay bên trái của bạn lên bụng. Mình sẽ hít thở nhịp nhàng, nâng bụng, hóp bụng một vài nhịp trước khi mình bắt đầu. Tay phải của bạn để lỏng lên gối và mình nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Hãy thả lỏng khuôn mặt ra. Mình chỉ để ý vào cái cảm giác mà cái bụng của mình nhấp nhô. Mỗi khi mình hít vào, mình cảm giác là bụng mình nâng lên. Và mỗi khi mình thở ra, mình cảm giác là mình hóp bụng vào và đẩy hết khí, đẩy sạch sẽ hết khí trong bụng của mình ra. Đồng thời mình để ý lại cái chuỗi cột sống phía sau lưng của mình. Hãy cố gắng kéo cho các đốt sống của mình thẳng hàng. Đừng gù về phía trước, hãy nhớ mở cái lồng ngực, đưa cái ngực về phía sau. Cảm giác vào sự thư giãn, sự yên tĩnh. Cảm giác về cái nhịp điệu của cái bụng mình nâng hạ. Mình tưởng tượng cái đợt cuộn lên và hạ xuống của mình, bụng mình giống như là cái sóng á, nó đánh ra khỏi bờ, đánh lên bờ rồi đi xa ra khỏi bờ. Tưởng tượng như là mình đang ngồi trước biển, yên tĩnh nhịp nhàng theo từng đợt sóng đánh vào bờ. Bây giờ mình cảm giác vào sự thư giãn. Cảm giác là ý thức mình được thư giãn nhiều hơn. Cơ thể mình bắt đầu mềm mại theo từng đợt di chuyển. Mềm mại hơn, nhẹ nhàng hơn. Một vài nhịp cuối cùng nữa thôi. Mình vẫn giữ nguyên cái sự thư giãn, thả lỏng như vậy. Mình chuyển cái cơ thể mình ngồi vào tư thế em bé. Nếu mà bạn biết động tác tư thế em bé rồi thì hãy cứ nhắm mắt và làm thôi ha. Hai tay bạn lùi về phía, tiến về phía trước, hai cái chân lùi ra sau. Sau đó mình mở rộng cái đầu gối ra một chút, không cần mở bằng mép thảm đâu. Lùi cái mông mình về phía sau và nhìn mông vào gót chân. Từ từ trườn cái cánh tay và hạ chậm rãi cho tới lúc mà trán mình chạm xuống sàn. Cảm nhận bàn tay bám nhẹ xuống mặt sàn, trán rớt hoàn toàn nặng xuống sàn và phần hông, phần đầu gối của mình mở ra, phần thắt lưng nhìn về phía sau gót chân của mình. Hãy giữ trong tư thế em bé một vài nhịp.
Hít và bạn thở ra nhẹ nhàng. Mình đặc biệt rất là thích cái động tác này, mỗi khi mà đặc biệt là rất là thích hợp cho những ngày mà mình đang trong cái kỳ kinh nguyệt luôn á. Thỉnh thoảng mà mình nằm ngửa mình thấy đau quá thì mình lại cúi cái người và mình nằm vào cái động tác này thì mình cảm thấy nó thoải mái hơn. Mình giữ lại hai hơi thở nữa thôi. Sau đó kéo hai bàn tay chống bên cạnh khuôn mặt, cuộn từng đốt sống mình nâng người mình lên từ từ, khép đầu gối lại và mình ngồi lên cái gót chân của mình. Hai tay đặt lên đùi và phần mông của mình nhìn hết vào gót chân phía sau. Rồi mình nhẹ nhàng mở mắt ra, sau đó mình ngồi lên mông chạm xuống sàn với hai cái bàn chân của mình chạm vào nhau. Tư thế này là mình mở cái chân của mình ra như là mở trang sách, mở ngửa nó ra vậy đó. Hai bàn tay nắm lấy chân và nhịp hai đầu gối vặn lên xuống. Vừa nhịp bạn vừa rướn cái lưng chéo về phía trước, chừng 30 độ rướn về phía trước ha. Mình nhịp nhàng nhấc chân lên xuống. Lên xuống nhẹ nhàng hai cái đầu gối của mình. Cái này gọi là tư thế butterfly, tư thế con bướm. Nhắm mắt và lặp lại vài nhịp ha. Sau đó bạn thẳng lưng lên và mở ngang cái chân bên phải của mình ra, đạp xa về một bên, kéo chân trái sát vào phần hông của mình. Lắc lư nhẹ nhàng, cảm giác cái mông mình ngồi chắc được. Sau đó mình vươn hai tay lên trời. Hít vào, mình sẽ nằm qua đầu gối bên trái ha, xoay cả người qua trái và hạ hai cái cùi chỏ xuống sàn. Hai cùi chỏ, tay chạm cái lồng ngực mình sẽ anh hãy nằm trên cái gối của mình. Và mình giữ ở đây. Nếu mà bạn cảm thấy thoải mái nữa, bạn có thể bò hoàn toàn tay và nằm rớt cái người xuống luôn, chạm trán xuống sàn luôn. Giữ cái mũi chân của bên phải của bạn chỉ lên trời. Hít vào dài, thở êm và dài ra. Và một nhịp nữa đây, hít sâu. Bạn nâng người lên, chống hai bàn tay rướn ngược lên, sau đó mình bò về giữa luôn nè. Lúc này cái hông của mình thẳng hàng với cái gót chân phía trước. Mình sẽ rướn lưng ép về phía trước rồi nâng lên, rướn người ép về trước, nâng lên, lặp lại vài nhịp ha. Nhìn xuống, nâng lên, nhìn rướn ra, nâng lên. Và lần này bạn nhấn hoàn toàn và hạ cái cùi chỏ của bạn xuống luôn. Bạn sẽ cảm giác cái độ rướn của cái thắt lưng phía sau của mình này, cái đốt sống phía sau lưng của mình đang rướn ra. Hãy giữ ở đây, hai tay, hai cái bàn tay chạm xuống, hai cái cùi chỏ chạm xuống, giữ lại và có xu hướng là rướn ở cái ngực của mình về trước, đừng cuộn tròn lưng lại ha. Mình rướn cái ngực, lúc này thắt lưng sẽ được kéo ra và cái độ giãn của thắt lưng giúp cho mình thư giãn được rất là nhiều. Mặc dù là cái gân kheo bên này nó sẽ hơi đau một chút ha, bạn để lọc gác cuộn lên một chút cũng được, hoặc là nếu mà bạn dẻo bạn có thể thẳng băng nó ra luôn. Hít thở dài. Nếu bạn cảm thấy thoải mái nữa thì hãy nằm rạp hoàn toàn cả người mình xuống luôn, ép xuống, chạm trán xuống sàn.
Mình sẽ làm cái version mà thoải mái cho mọi người nhất nha. Tất cả mọi level đều có thể làm được. Mình có thể hạ cái cùi chỏ và giữ như vậy thôi. Hãy hít vào, thở ra thật sâu và dài. Một nhịp nữa đây, hít và ở cái ngực rướn lưng ra. Những bạn nào đang nằm dưới sàn hãy trườn tay xa ra, ép cái người xuống sàn nhiều hơn. Rồi mình chống bàn tay, nâng người lên, quạt hai tay mình vươn lên trời. Hít vào, rướn cánh tay, kéo người lên. Mình sẽ nghiêng về phía bên phải của mình, trượt từ từ, rướn tay phải, nắm lấy chân phải, kéo tay trái, rướn lườn qua. Hít vào, vươn lên. Thở ra, nghiêng về phải. Nhịp thứ 3, hít vào, nâng lên. Sau đó nghiêng về bên phải của mình. Nhịp cuối cùng, hít vào, rướn lên. Sau đó mình nghiêng qua phải, dùng tay phải nắm lấy chân hoặc là nắm lấy đầu gối cổ chân. Bạn nghiêng, bạn sẽ cảm giác được cái độ rướn của cái phần bên lườn bên trái của mình ha. Giữ lại ở đây. 3 2 Cố gắng đừng úp người, hãy mở cái lồng ngực của mình lên. Và một nhịp cuối cùng, vươn hai tay lên trời, hít vào, rướn cao cánh tay, kéo người lên. Sau đó bạn đưa hai tay ra sau lưng, đan các ngón tay lại nắm chặt. Sau như bên này cho mọi người thấy, đan tay nắm chặt lấy cái cành tay, đánh cho hai cả bả vai lắc lư, cho hai cái bả vai lỏng ra. Sau đó mình nghiêng về phía chân phải, vai nghiêng về phía chân phải, cầm tay đánh về bên trái, xoay khuôn mặt nhìn lên trời. Hít thở dài. Một nhịp cuối cùng. Hít vào, mình nhẹ nhàng nâng người mình lên. Và mình gỡ hai tay ra, quay về giữa. Mình lại chập hai chân vào và mình sẽ đổi về bên kia. Hai bàn chân của bạn chạm vào, nhịp hai cái gối bạn lên xuống. Vừa nhịp vừa rướn lưng về phía trước. Cho cái thắt lưng của bạn được kéo giãn ra. Hãy tạm thời tập trung vào cái động tác mà quên đi cái cơn gò, cái cơn cuộn đau của bụng thì bạn sẽ cảm thấy dễ chịu hơn đó. Lắc nhẹ nhàng, sau đó rướn người nâng lên, khép chân bên phải và mình mở chân bên trái của mình ngang ra, khép chân phải nhiều vào, sát vào đùi chân trái, chỉ mũi chân lên trời. Sau đó hít vào, kéo hai tay vươn lên và mình xoay về bên phải của mình, rạp xuống ha, mình hạ từ từ cho tới khi cái cùi chỏ tay của mình chạm xuống sàn. Mình có thể chỉ giữ ở đây hoặc là mình nằm sấp xuống luôn ha. Hoặc là mình nằm rạp hoàn toàn, ép cái người xuống luôn. Giữ ở đây một vài nhịp. Bạn tưởng tượng từng cái đợt cuộn của hơi thở của mình. Hít vào sâu, thở dài ra. Một nhịp nữa, bạn hít vào sâu. Và thở ra, kéo hai tay chống bên cạnh lồng ngực. Và mình nâng người mình lên, đẩy người. Nâng lên từ từ. Sau đó mình sẽ đổ cái người về trước ha. Vươn tay và rướn cái lưng ổn, đạp về trước, rồi nâng lên. Mình lặp lại vài nhịp, rạp người rướn về trước, nâng lên. Nếu mà bạn nhớ động tác rồi, hãy nhắm mắt lại thì cái sự thư giãn của mình, cái độ cảm giác của động tác của mình nó vào sâu hơn. Nâng lên, hạ xuống vài nhịp, rướn ép ra, rồi nâng lên. Khi nào mình cảm thấy đã thoải mái hoàn toàn, úp cái bàn tay và hạ cái cùi chỏ xuống hoặc là nằm dài người về phía trước luôn. Giữ lại ở đây.
cái cơ gân kheo của chân trái nó sẽ hơi căng một chút. Tập trung vào cái độ giãn của lưng, khuỵu cái gối bên này lên một chút cũng được, giãn cái lưng mình ra nhiều hơn là được rồi. Hít thở dài, mình sẽ có xu hướng chiều về bên phải á, mọi người cố gắng cân đối lại để hai cái vai của mình nó nằm thẳng với nhau. Một hơi thở nữa thôi, ổn ngực, rướn lưng, kéo dài người hít vào. Rồi mình thở dài, chống hai tay lên và nâng người mình lên. Mình ngồi thẳng lưng và vươn tay lên trời luôn. Hít vào, hai tay vươn rướn lên, nghiêng người về trái. Dùng tay trái trượt qua chân trái, kéo eo giãn qua. Hít vào lên, thở ra nghiêng. Giãn qua. Hít. Rườn cao. Thở ra giãn qua. Hai nhịp nữa. Hít. Rườn lên. Thở ra giãn qua. Và nhịp cuối cùng. Hít vào mình rườn lên. Sau đó mình giãn hết. Kéo căng lườn qua. Bây giờ mọi người giữ ở đây. Nhìn lên trời. Giữ lại một vài nhịp. 3, 2 và 1. Sau đó mình nâng người lên, vươn cả hai tay hít vào rướn, đưa hai tay ra sau lưng của mình, lồng các ngón tay vào đan chặt vào nhau. Sau đó bẩy cằm tay về bên phải, mình nghiêng vai về trái và mình nhìn lên trời. Giữ đây một vài nhịp. Hít dài và thở ra dài. Một nhịp cuối cùng, hít vào, lật cái người mình, nâng lên trở lại, gỡ hai tay ra, khép hai chân vào lại tư thế con bướm. Hai bàn chân nhịp lên, xuống nhẹ nhàng. Đối với cái động tác tiếp theo thì mình đừng kéo chân sát vào đùi quá ha, mình để xa nó ra. Đưa về phía trước này, sau đó mình lắc lư qua lại để cái khớp hông của mình ngồi vào vị trí thoải mái. Sau đó mình dùng hai tay đẩy cái đầu gối của mình ịnh xuống. Rướn người về trước, nâng lên, rướn người giãn về phía trước, nâng lên. Lặp lại một vài nhịp như vậy, rướn về trước, nâng lên. Cho tới khi mà mình thấy thoải mái, hãy dùng tay nắm lấy hai chân của mình, ợn ra. Nếu mà lưng bạn chưa có rạp xuống sâu và cái trán bạn chưa chạm được xuống chân thì không sao hết, cứ giữ ở đây. Nếu bạn cảm thấy thoải mái, bạn có thể rớt nguyên cái đầu bạn xuống chân luôn ha. Đổ xuống này, đổ từ từ. Rớt từ từ, trán chạm vào chân và mình giữ ở đây. Đây cũng là một động tác rất là thoải mái cho cái thắt lưng của mình. Hãy cảm giác vào độ mở của khớp hông. Hãy cảm giác vào độ rướn của các đốt sống. Và sự thư giãn của cổ, bạn không cần gồng cổ để rướn xuống nhiều quá ha. Bạn chỉ cần để lỏng người cho cái đầu mình rớt xuống thôi. Giữ đây một vài hơi thở nữa. Nếu mà bạn đang ở trên cái không trung như vậy thì mỗi cái lần thở ra bạn rớt một chút. Thở ra bạn rớt cái người xuống một chút, ý là để nó lỏng xuống, để cái lực hút trái đất nó kéo mình xuống. Mình gồng, đừng gồng, đừng giữ gì hết ha. Vừa có tác dụng là làm cho bạn cảm giác cái sự thả lỏng, thư giãn của bản thân, vừa làm cho cái cơ thể bạn nặng xuống thì bạn dễ chạm cái đầu xuống cái chân dễ dàng hơn. Và một hơi thở cuối cùng.
Mình hít vào sâu và thở ra, bạn lật người nâng lên, cuộn từng đốt sóng nâng lên từ từ. Sau đó ngồi thẳng lưng, khép hai đầu gối lại, lắc lư hai gối của mình về hai bên. Sau đó bạn chuyển người và đứng vào tư thế bốn điểm, hai bàn tay chống và hai cái đầu gối của mình lùi về phía sau, giữ cái người mình vuông góc bốn điểm ở đây. Mình lắc nhẹ người về hai bên. Và từ tư thế bốn điểm này, mình sẽ tập một vài cái động tác con bò, con mèo, uốn cái sống lưng của mình lên xuống nha. Hai bàn tay bạn bám chặt, hạ từng đốt sống ở phần hông của mình, phần thắt lưng, ở lồng ngực và kéo cằm lên, hít vào lên. Thở ra mình cuộn tròn lại. Bạn nhắm mắt cuộn từng đốt sống lưng, đẩy tay, đẩy gối. Hít vào lên. Thở ra cuộn lại. Hít vào. Thở ra. Hít vào. Thở ra. Hai nhịp nữa, hít vào. Thở ra. Nhịp cuối cùng, hít vào. Và mình thở ra. Sau đó mình quay về lại vị trí trung tâm. Mình sẽ di chuyển một cái chuỗi liên tiếp, đó là từ tư thế em bé và mình vào tư thế baby cobra phía trước nha, tư thế con rắn hổ mang nhỏ. Từ vị trí bốn điểm, bạn hãy nhấn cái mông về phía sau này, sau đó bạn rướn người về trước, nằm bụng ngực cằm, hạ cái bàn tay, hãy cùi chỏ xuống, xả trán xuống, ít chặt, siết chặt thân sau, hít vào, ngẩng mặt rướn lưng, thở ra lùi tay, đẩy người vào tư thế em bé, giãn về phía sau. Và mình sẽ lặp lại như vậy, hít vào, đưa người về trước, hạ bụng ngực cằm, chạm tay xuống sàn, hít vào rắn hổ mang nhỏ, thở ra chồng tay, đẩy từ từ lùi, nhìn cho mông mình ép vào gót chân, vào tư thế em bé ở cuối thảm luôn. Lặp lại, hít vào, bụng ngực cằm, thở dài ra, hít vào lên, thở ra lùi về phía sau, nhấn vào gót chân, hít vào, thở ra, nâng lên, hít vào, thở ra lùi về phía sau, hai vòng nữa, hít vào, rướn người về phía trước, sau đó nằm rạp bụng ngực cằm, baby cobra, hít vào lên và lùi về phía sau, cuộn từ từ, ép từ từ, nhận người mình, thở ra, hít vào, vươn về phía trước, thở ra, hít vào lên, thở ra. Một vòng cuối cùng, rướn người về phía trước, hít vào, sau đó thở ra, hít vào lên, rồi lùi về phía sau, thở dài, ép mông vào gót chân, thở hết ra. Sau đó mình sẽ trườn về trước vào tư thế cánh rắn hổ mang nhỏ, hít vào vươn lên, thở ra rạp xuống,
bạn hãy úp cái cùi chỏ xuống sàn, tay chống bên cạnh lồng ngực, bên cạnh khuôn mặt. Hít vào bạn nâng lên. Bây giờ bạn chống chắc cái cùi chỏ tay, xiết cái mũi chân sau trườn ra sau và bạn vươn cằm lên. Mình sẽ cảm giác cái độ uốn cong nhẹ của lưng và phần này cái bụng của bạn, bạn ép chặt xuống sàn. Giữ lại. 5 4 3 2 và 1. Nhẹ nhàng lùi hai tay chống về cạnh lồng ngực, nâng lên mình vào tư thế 4 để lắc nhẹ lưng và vai của bạn về hai bên. Từ vị trí này mình sẽ vào tư thế con bồ câu. Hai bàn tay bám chặt, bạn kéo cái đầu gối phải của mình đưa về trước. Chỉ cái mũi chân này chéo 45 độ nha. Sau đó bạn lùi cái châu đầu gối chân trái ra sau, trượt về sau. Chân bên phải bạn hơi mở cái đầu gối về hướng bên phải của mình. Rồi mình sẽ nằm xuống, mình không cần vươn cái chân này lên vuông góc đâu ha. Lắc lư nhẹ người, úp về trước. Cho tới khi mình chạm được cái cùi chỏ, chân trượt về sau, vai rướn về trước, mình giữ lại ở đây. Nếu bạn muốn giãn hoàn toàn, hãy bò tay ra và nằm hoàn toàn trán, chốt cái người và rạp cái khuôn mặt của mình xuống sàn luôn. Giữ lại ở đây. Sau đó bạn kéo hai tay về gần đầu gối, chống xuống sàn, nâng người lên, ngẩng mặt lên, dùng cánh tay mình ổn cái ngực mình rồi lên, hít vào rồi thở ra, lùi đầu gối đưa về sau, mình lại vào tư thế 4 điểm và mình đổi chân tư thế con bồ câu cho chân bên kia. Bạn đưa đầu gối phải của bạn về phía trước, cái đầu gối nó sẽ nằm bên cạnh cái cổ tay phải của mình á. Chân sau bạn trượt cái mũi chân ra, lắc lư hông nhẹ nhàng cho tới khi mình cảm thấy thoải mái và hạ được cái cùi chỏ xuống. Giữ đây một chút để định hình lại là cái hông mình đang thẳng về phía trước và cái đầu gối đang mở về bên này. Sau đó bạn trượt dài người, nằm trán và hạ cái khuôn mặt của mình xuống luôn. Hãy giữ trong tư thế này. Hít từng nhịp dài và bạn thở ra từng nhịp dài. Hãy để cái cơ thể mình nặng xuống, buông rớt xuống. Sau đó bạn kéo hai bàn tay chống về gần khuôn mặt, chống tay xuống, nâng người lên, hít vào, ngẩng mặt lên, ổn ngực rướn ngược nhìn lên trời. Rồi thở ra, lùi cái đầu gối đưa về phía sau, mình lại vào tư thế 4 điểm. Lắc lư hông nhẹ nhàng, lắc lư vai nhẹ nhàng. Bám hai tay chắc, thẳng lưng nhìn về trước, mình sẽ đá chân bên phải của mình về phía sau. Hít vào, bước chân phải đặt ra ngoài, bàn tay bên phải của mình đặt về phía trước, chống cố định tay trái, mình ép cái phần hàng của mình xuống sàn. Mình có thể lùi cái đầu gối trái ra phía sau một chút cũng được. Tay phải mình đặt lên gối, xoắn người, uốn cong cái lưng này, uốn vặn cái lưng của mình, vặn cái phần lưng giữa của mình ha. Và mình vươn tay phải lên trời, hoặc là bạn đặt tay phải lên gối, hoặc là đặt về phía mông phía sau, tùy vào cái vị trí nào mà bạn cảm thấy thoải mái. Giữ lại đây. Một nhịp nữa, hít vào sâu, xoắn người về sau. Rồi thở ra, chạm tay xuống, rút đầu gối về. Mình lại vào tư thế 4 điểm, lắc lư nhẹ nhàng và mình đổi bên.
Hai tay bạn bám chắc, đá chân bên trái chuyển ra sau, hít vào. Bước chân trái đặt ra ngoài bàn tay trái, ép phần háng về phía trước, lùi đầu gối phải ra phía sau, đặt tay trái lên gối, xoắn người xoay về sau. Bạn có thể chỉ cần giữ ở đây thôi cũng được, hoặc là bạn vươn tay lên trời, hoặc là đặt vào mông bên kia, xoắn người, xoay khuôn mặt về sau và ép phần háng nhìn xuống sàn. Hít vào dài, thở ra dài. Một nhịp nữa, hít vào, xoắn hết, vặn người về sau. Sau đó xoay về trước, chống tay. Bạn rút cái đầu gối của mình, đưa về sau lại. Sau đó lắc nhẹ lưng. Và nhấn hoàn toàn, lần này bạn chỉ mũi chân và bạn mở rộng cái đầu gối ra tới ngoài cái mép thảm luôn nè. Mở hết ra. Và bạn ép cái người mình lùi về sau. Và rạp lồng ngực xuống, rạp tràn xuống vào tư thế em bé với đầu gối mở rộng. Chữ ở đây 5 hơi thở trước khi mình vào cái chuỗi tư thế mà mình nằm ngửa. Lúc này trán và mũi của bạn chạm xuống sàn. Rồi nhẹ nhàng chống hai tay, mình trườn người và nằm ngửa ra, xoay người lại. Bạn nằm ngửa người mình ra, đưa hai tay bạn ôm lấy đầu gối của mình, lắc lơ lưng về hai bên, lắc qua lắc lại cho cái thắt lưng mình thư giãn. Bạn cảm giác là cái vai bạn đang nằm dưới sàn, cái thắt lưng bạn cũng đang ép xuống dưới sàn luôn. Sau đó vươn lấy, nắm lấy hai ngón chân cái. Đây là tư thế Happy Baby. Bạn khuỵu cái gối hả, nhấn cái đùi xuống. Sau đó lắc nhẹ nhàng. Những động tác này đặc biệt rất là thư giãn cho cái lưng dưới của mình. Lắc qua lắc lại. Bạn tập trung vào cái sự di chuyển của cơ thể mình. Tập trung vào cái cảm giác mà cơ thể đang được kéo giãn, đang được thư giãn như thế nào. Thì mình sẽ tạm quên đi cái cơn đau á mọi người. Rồi từ từ khuỵu đầu gối và đạp hai bàn chân xuống sàn. Úp hai tay bên cạnh người, giữ cổ và vai thẳng hàng, giữ cái cằm thẳng hàng với lồng ngực. Mình sẽ nâng cái hông mình lên 5 nhịp nha, tư thế cây cầu. Chân đạp chắc, hít vào nâng lên. Nâng nhẹ nhàng từng đốt một rướn cao lên. Thở ra mình nhẹ nhàng hạ xuống, chậm rãi từng đốt. Từng đốt cho tới khi thắt lưng hạ xuống sàn. Nhịp thứ hai, bạn nhắm mắt và tập theo cái cảm giác của mình thôi. Hít vào. Thở ra. Nhịp thứ ba, hít vào. Thở ra. Nhịp thứ 4, hít vào. Thở ra. Và nhịp cuối cùng, bạn đạp chắc chân, ưỡn cao lên, hít vào. Và nếu được, bạn đưa tay chống xuống dưới cái thắt lưng của mình, chống như là chống nạnh á. Các ngón tay đợi lên phía trên, riêng ngón cái chống xuống phía dưới lưng. Và lắc lư cho tới khi cái tay mình chống chắc được. Giữ ở đây. Thank you.
một hơi thở hít vào. Gỡ hai tay của mình ra trước, rồi gã từ nửa sống hạ xuống. Mình lại ôm gối mình vào ngực trở lại, lắc lư thắt lưng về hai bên. Nằm lấy hai ngón chân cái vào lại tư thế happy baby. Sau đó khép hai đầu gối, mình xoắn hết về bên phải này. Dùng tay phải kéo cái đầu gối nhìn nó xuống sàn. Xoay khuôn mặt về bên trái, xoắn người. Và bạn giang cái tay trái của mình ra luôn. Và mình nâng về vị trí giữa rồi xoắn về bên kia. Dùng tay trái kéo hai đầu gối vươn về bên trái và xoay tay về bên phải của mình. Xoay cái khuôn mặt về bên phải luôn. Và từ từ quay về giữa thảm, đạp hai chân xuống sàn. Đối với cái động tác ngẩng tiếp theo này, nếu mà bạn không có gối bên cạnh mình hay là bạn không có gì hết, bạn cứ nằm ngửa ra và mình thả lỏng hoàn toàn trong tư thế này. Nếu mà bạn chuẩn bị được một cái gối, hoặc là bạn xách được một cái gối vuông, hoặc là gối dài, hoặc là gối ôm thôi cũng được, thì bạn nhấc cái người và đặt xuống dưới cái lưng của mình. Cái mông bạn vẫn chạm xuống sàn ha. Sau đó bạn rớt cái đầu xuống, đầu và mông chạm xuống. Hai bàn chân của bạn chập lại, bạn ngỡ hai tay ra và để cái lồng ngực mình mở ra. Cái mông chạm, cái phần hông của mình mở, hai tay để ngửa và thư giãn trong tư thế này. Nếu mà không có thì nếu bạn đang ở trung tâm hoặc là bạn đang ở văn phòng hay ở đâu đó bạn không có thì bạn cứ nằm ngửa và thư giãn trong tư thế, thư giãn hoàn toàn là được rồi ha. Nào bạn để rộng mềm hai tay ra, mềm đùi, mềm vai ra. Mình hãy quay lại cái hơi thở và tưởng tượng là mình đang nằm trên bãi cát, trên biển như ban đầu nè. Tay phải của bạn đặt lên bụng, nhịp nhàng từng nhịp hít nâng lên, từng nhịp thở hạ xuống. Hãy cảm giác vào sự yên tĩnh, cảm giác vào từng phần trên cơ thể của mình đang được thư giãn. Phần hông của mình được thư giãn. Hai cái đầu gối rớt ra hai bên, đổ nó xuống. Phần thắt lưng được thư giãn. Và phần lồng ngực của mình được mở rộng ra, giúp cho từng hơi thở của mình kéo dài. Sau đó vai được thư giãn. Nếu mình đã quen hơi thở, hãy thả lỏng tay phải xuống sàn luôn. Các đốt sống cổ của mình dài ra. Và khuôn mặt của mình thư giãn. Mũi và miệng của mình đều được thư giãn, thả lỏng ra. Hãy chìm vào cái sự yên tĩnh, sự thư giãn. Hãy buông bỏ hết cơ bắp của mình ra. Cảm giác như mình nặng dần xuống, nặng dần xuống và hòa tan vào tấm thảm yoga của mình luôn.
Mình hãy giữ trong tư thế thư giãn này một vài nhịp trước khi mà mình kết thúc lớp học. Nhẹ nhàng cử động lại các ngón tay của mình. Khép hai đầu gối vào, rồi mở hai đầu gối ra. Lên, xuống, một nhịp nữa lên, rồi lỏng xuống. Vươn hai tay qua quả đầu và mình đạp thẳng hai chân ra, rồi căng cái người mình dài ra, kéo thành một đường từ mũi tay tới mũi chân của mình. Sau đó nghiêng về một bên và mình gỡ cái gối ra khỏi lưng của mình, gỡ gối ra và đưa về trước bụng, ôm về phía trước ngực của mình, giữ nguyên trong tư thế nằm nghiêng, thư giãn một chút trước khi mình kết thúc. Cảm giác vào sự che chở, cảm giác vào sự thoải mái, cố gắng đừng nghĩ gì hết. Hãy nghĩ vào các hơi thở dài của mình thôi. Và mình hít một hơi dài. Mình thở dài ra và mở mắt, chồng tay và mình ngồi lên luôn, ngồi lên giữa thảm của mình. Cảm ơn mọi người, Namaste, cảm ơn mọi người đã tập cùng Thương trong cái bài tập yoga cho period, yoga cho kỳ kinh nguyệt vừa rồi. Hy vọng là bài tập vừa rồi sẽ giúp bạn đỡ đau lưng, đỡ mỏi hơn, giúp bạn cái cảm giác thoải mái, bình yên cho cơ thể của mình, vượt qua được cái kỳ kinh nguyệt của mỗi tháng. Nhớ bấm nút đăng ký, like và share cho video này của mình nha.